mọi người, chúng ta đã có mặt ở Đà Nẵng rồi. Sau lưng mình sẽ là cầu Rồng, là cầu Trần Thị Lý, và bên đây là cầu sông Hàn. À, trước khi mình về khách sạn check in thì chúng ta sẽ qua bên quán cà phê bây giờ chúng ta sẽ qua bên đó, sau đó sẽ về khách sạn thay đồ nghỉ ngơi và trải nghiệm một giờ mình có thể có gì nhé. Let's go. Khi uống cà phê bên kia xong thì tôi sẽ check in tại vì sạn Haru Hotel. Sau đây mình nhìn thẳng qua bên cái cầu Rồng luôn. Tối đó mình sẽ đi bộ xuống đi dạo rất là tiện. Và chúng ta cùng lên check in phòng nhé. Ok. Chương trình tiếp theo là chiều nay chúng ta sẽ đi ra chợ hàng nha mọi người. Ra đây để xem có gì để mua hay là ăn thử có gì đặc sản Đà Nẵng. Đây là cửa sau rồi, sau của chợ hàng. À, mình sẽ vào bên trong chợ hàng. Sau khi tham quan một vòng ở chợ hàng, đi ngang vô tình thấy một cô bán bánh ở đây, cái giá thử nha mọi người, xem có ngon không? Cái gì vậy con? Làm bè và uống nước kìa. Uống bè luôn hả? Bè uống vậy. Làm hai thứ hả? Hả? Hai thứ cũng ngon. Dạ, bốn dĩa con ăn nha. Rồi bốn bỏ đầy đủ luôn. Rồi đầy đủ. Có 5 năm đẹp. Con bên bán không? Bán không? Không nước không anh. Con lộn này mình chiếu nước giùm tèo đi. Bỏ rau vô. Quê hương rồi. Bánh bèo, thơm, chả bò. Đọc đi. Bánh ướt, bánh bèo, chả bò. Xèo. Ướt. Ớt, tỏi, cà phê, không đường, nước mắm, chỉnh đất, Coca Cola, gì nữa? Pepsi. Cái nào ăn nem thì lột cái chứ. Mình ăn hết không của mình? Đó. Đó bò ngon không?
theo chương trình chiều nay chúng ta sẽ đến với quán bánh cuốn thịt heo mậu, một món ăn không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Và chúng ta sẽ đến với chiên bánh bữa nay ở đầm ở đường 35 đường Đỗ Thúc Tịnh. Ta cùng vào bên trong nhé. Quán là nằm bên trong một con hẻm, đi vào trong. Địa chỉ của quán là nằm ở địa chỉ là số 35 Đỗ Thúc Tịnh. Rồi chúng ta cùng vào trong. Thì chúng ta sẽ pha chế nước chấm ra. Nước chấm này là như pha sẵn rồi đúng không? Một xíu cần hút hút ra ăn. Chúng mình chọn lên đấy. Chỉ là mình nặng ít ít chanh vô thôi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một cuốn trước nha mọi người. Lấy bánh tráng, để cái bánh này. Mắm này pha vừa luôn á, không mặn lắm. Heo thơm. Cái này là không có bún hả? Ừ, cái này thấy bún. Thấy bún rồi. Rồi, xong chưa? Ngon mọi người. Để cho cắt ở đây để cho camera bên ăn nữa. Camera bên không có ăn được. Có 3 tê bánh trà bông vậy thôi. Chào mọi người, bây giờ chúng ta đã có mặt ở phố cổ Hội An rồi. Mình vừa di chuyển từ Đà Nẵng đến đây thì trời cũng vừa tối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan phố cổ Hội An về đêm như thế nào nhé. Let's go. Đây là sẽ có rất là nhiều những món ăn về đêm. Bánh xoài.
ba xíu thấy hết nữa. Được bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu, bởi vì mình là nghiệp đoàn. Nhưng mà mình không phải ra thế, đó là mình làm cái tiền lệ phí để hoạt động cho bên trật tự, bên cho họ bảo vệ cho mình làm thôi. Nếu mà cũng có đó chứ, đó là dạng cũng cò mồ đồ dành nhau, khách cũng quấn lộn cũng có. Nhưng mà sự cố nếu mà xảy ra sự cố là không, cái lần thứ nhất thì không cho anh chèo 3 ngày là cũng giả như là tê phiên đó đấy. Rồi mà lần thứ nhì là 7 ngày, lần thứ ba nữa là tao xin mà anh ra của đội bóng luôn. Rồi rút quân cho phép luôn. Thuyền là của mình luôn chú, của mình đóng của mình không? Luôn. Dạ. Được bao nhiêu mình bấy nhiêu luôn đó. À, được bao nhiêu mình bấy nhiêu. Thì có bữa thì nếu mà khách này thì có bữa được 3-4 chiến. Có bữa ít khách quá là được chiến, có bữa mà không có. Sao mà khách nằm địa nó ít. Vì chưa biết số thuyền nó đông. Chào buổi sáng Đà Nẵng. Chương trình tiếp theo chúng ta sẽ đi ăn sáng là dạo quanh thành phố Đà Nẵng buổi sáng nha. Chương trình buổi sáng chúng ta là sẽ ăn sáng với bún mắm Vân. Bún mắm này nằm ở đường Trần Kế Xương. Bún
coi nhưng không mở. Cái này nem không chị? Nem. Em có ăn nem nha, một phần con nem. Đầy đủ không nem? Anh này cũng đem vô luôn rồi. Vô có 2 lít đá luôn. Mắm. À, bún mắm sẽ gồm có sa tế chị không bỏ heo quay nè, đừng có bỏ sa tế, nem, chả bò, bún cà rá anh gì vậy, mít bằm. Đu, đu đủ đủ. Tay heo nữa chứ rồi. Có tay heo không? Tay heo nè. Có tay heo nè. Rồi, mở cái nhà ăn sáng. À, điểm tiếp theo chúng ta sẽ ghé chỗ mì quảng và điểm. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home.